Đúng rồi. Nếu miếng này không chết người. Chào các bạn nha. Hôm nay hai anh em mình làm video là ốc bu nướng nha các bạn. Chấm với cơm mẻ ớt siêu cay nha các bạn. Giờ hai anh em mình vào công đoạn nha. Bước hồi xưa mấy ốc này mới cho làm gì không? Có than rồi nha các bạn. Giờ anh em mình nướng ốc nha. Ốc nó bể vỏ ốc luôn. Nếu miếng này không chết người à, không à, mở mài rồi các bạn ơi. Mình thêm chút gia vị nha anh em. Đây là chén cơm mẻ anh em mình chuẩn bị nha. Thấy không, ớt cỡ này nè, siêu cay luôn á, siêu ngon luôn. Anh em mình lấy ra nha các bạn. Nước này hấp đỏ rồi. Sao những cái bể đít cái bể cái trơn, có mấy con bể nó chảy nước hết trơn. Ừ. Gia chậm mạnh đó. Mời cả nhà ăn ốc nha các bạn. Anh em ăn nha. Lá lành đụm lấy ốc, lá gách. Vô. Ngon. Đụm đít ta. Đúng không ạ? Ủa ngọt các bạn. Ngọt với phần này là mình thêm cái gia vị vô ăn quá đã. Lá lành lùm đùm lá gách. Đã lúc miếng luôn ông nội. Mời cả nhà nha. Ngon các bạn. Cơm mẻ nha các bạn. Đỏ lên. Cay. Nó cay dữ. Quá cay. Ngon quá các bạn. Đã rồi đó. Đọt đất này đi. Uống cho vỏ là khét luôn nè. Ốc này là ốc ốc gì? Ốc bu gì? Ốc bu á, ốc bu mình á, bu nuôi á. Đây ngon. Quất. Không có gì ăn đỡ cay. Trừ ra không chấm á. Không chấm là ít cay. À. Mời các bạn nha các bạn. Quá đã. Quá ú à, ú ù luôn à. Có mấy con nào nướng khô khô đây. Nghèo quá. Nó bơm nó mà khô. Nó bự cho nó.
chà bá. Không mà nước không có leo cái đầu mày à, nó vô rồi chung khắp chung lên ba men này trốn nên quá kỳ. Nè cả nhà, ớt ghê không? Bự tao bố. Nè cả nhà, ta lên men này nướng ốc là không được à? Nước không, nước không hấp mà. Nãy nướng khô là nướng khô luôn à? Cay quá. Dài luôn. Ừ. Dài. Cay. Cắn cũng có độ giòn. Cay quá. Cay quá, cay à, quá cay à. Cay thiệt á. Làm đi, làm đi. Thôi chạy chạy. Chạy rồi. Cay quá. Khỏi chấm. Cay quá mỏ à. Cay hả? Cay nữa tao làm con này nữa. Nghỉ. Trời giờ dữ. Bà đợi mấy mấy chết à. Rồi nằm sao trái vậy. Cay quá các bạn ơi. Nè. Giờ có nước uống rồi được. Chờ hết nổi. Gì mà chịu không nói nè các bạn. Có ớt hả? Đó không có đó. Ăn đen đen đi. Qua cây à. Nó đậu đậu cây dữ rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Quay, quay, quay cái cảnh chảy nước mắt nữa không? Ờ. Nó sạch. Cay quá các bạn. Đó, đó mắt luôn. Chảy nước mắt nữa kìa. Đó. Ừ. Quá cay các bạn. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Cay quá. Còn còn hai con này mình để đem vô cho. Đây các bạn thấy không, chảy nước mắt luôn. Chiêu nhí mình nữa bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp clip sau các bạn.